rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai. Hàng bồ, hàng bạc, hàng gai, hàng buồm, hàng thiếc, hàng bài, hàng khay. Bài ca dao ấy có nhắc đến 36 phố phường của Hà Nội. Trong bài, tên của mỗi con phố gắn liền với lịch sử của đất Tràng An xưa kia. Trong đó, phố Hàng Bạc được nhắc đến như một địa danh nổi tiếng của Hà Nội về nghề kim hoàn truyền thống. Kinh thành Thăng Long Hà Nội vốn nổi tiếng với các phố hàng, phố nghề. Người dân khắp nơi đổ về đây tụ cư lập nghiệp, tạo lên những con phố chuyên sản xuất cung ứng những mặt hàng đặc trưng. Phố Hàng Bạc ra đời gắn với phố chế tác, đúc và đổi bạc. Đây cũng là con phố lâu đời bậc nhất của Thăng Long Hà Nội. Được hình thành từ thế kỷ thứ 15 vào thời nhà Lê, đất Hàng Bạc thuộc phường Đông Các, huyện Thọ Xương. Thời đó, Đông Các là khu vực thương mại sầm uất, một trong 36 phường của Thăng Long, có nghề kim hoàn đặc sắc. Sang đến thời Nguyễn, đất Hàng Bạc thuộc thôn Dũng Thọ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Đến cuối thế kỷ 19, thời Pháp thuộc, phố có tên tiếng Pháp là Rue de Chagres, phố những người đổi bạc. Từ năm 1945 đến nay, phố được đổi tên thành Hàng Bạc. Theo truyền tụng thì tổ nghề kim hoàn là ba anh em họ Trần, người ở Định Công. Những người này chuyên đúc bạc cho triều đình và lập thành một tràng đúc. Họ đã dạy cho dân làng Định Công nghề kim hoàn, từ đó thành nghề truyền đời của thợ kim hoàn ở đây. Đối với lịch sử chiến đấu của thủ đô thì phố Hàng Bạc có một ngôi nhà, ngày nay đã trở thành niềm tự hào của người dân Hà Nội. Đó chính là Giạp Chuông Vàng ở số 72 Hàng Bạc. Nơi đây, đại đội cảm tử quân của Liên Khu 1 đã làm lễ tuyên thệ vào ngày 14 tháng 1 năm 1947. Được xây dựng từ thời Pháp thuộc, Giạp Chuông Vàng từ lâu đã đi vào ký ức của rất nhiều người Hà Nội, nơi trình diễn các vở tuồng và chèo nổi tiếng, một hình thức văn hóa đặc trưng một thời của người dân thủ đô. Giạp Chuông Vàng vốn trước đây là Giạp Thăng Long. Khoảng năm 1925, Giạp chuyển sang diễn cải lương, nên mang tên Cải Lương Hí Viện. Nơi đây cũng đã cùng người Hà Nội chứng kiến những biến đổi của đời sống văn hóa giải trí và cả những biến động của lịch sử. Hiện nay, Giạp là địa điểm thân quen của những người yêu cải lương thủ đô và cũng là trụ sở chính của nhà hát cải lương Hà Nội. Trải qua nhiều thế kỷ với những biến động thời gian, Giạp Chuông Vàng và phố Hàng Bạc vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc, nếp sống làng nghề xưa. Đó là những ngôi nhà truyền thống với mái ngói đỏ hay những mái đình, ngôi chùa, miếu thờ tổ nghề rêu phong nhuốm màu thời gian của phường nghề xưa. Nói đến phố Hàng Bạc không thể không nói đến đình Kim Ngân. Đây là một trong số các công trình tiêu biểu còn sót lại của khu phố cổ Hà Nội. Đây cũng là cái nôi của nghề kim hoàn nổi tiếng bậc nhất đất Kinh Kỳ Thăng Long xưa. Đình Kim Ngân được xây dựng vào cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, thờ ông Tổ Bách Nghệ, tức là ông Tổ Trăm Nghề, Hiên Viên. Đây là nơi lưu giữ dấu tích về phường nghề kim hoàn ở kinh thành Thăng Long xưa. Hiện nay, đình Kim Ngân vẫn giữ được kiến trúc truyền thống của một ngôi đình Bắc Bộ. Trong đình còn lưu giữ nhiều hiện vật, kiến trúc mang phong cách nghệ thuật của thế kỷ 18, 19 và là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của khu phố cổ. Theo tài liệu tại phố Hàng Bạc, ngoài những người dân gốc vốn đã từng sinh sống từ trước, có cư dân của ba làng khác di cư đến, đó là dân của các làng Châu Khê, Hưng Yên, Định Công Thượng, Thanh Trì, Hà Nội và làng Đồng Sâm nổi tiếng với nghề chạm bạc. Thăng Long xưa của Hà Nội quý lắm, nó có những cái đặc biệt gắn liền với cái đời sống con người. Đó là hai bên dọc trên thì hàng ngang, hàng đào, vải, tơ lụa. Đi xuống dưới thì lại là hàng bạc, là trang sức. Gia đình nghệ nhân Nguyễn Chí Thành, quê gốc ở làng Định Công, lập nghiệp ở phố Hàng Bạc, tính đến nay đã hơn 100 năm. Ông là thế hệ thứ 5 sinh sống và gắn bó với nghề kim hoàn ở căn nhà nhỏ này. Dù hiện nay có những máy móc thiết bị hiện đại trong nghề đúc bạc, nhưng ông vẫn làm thủ công vì không muốn mai một nghề truyền thống của gia đình. Bên cạnh dấu ấn của một phố nghề truyền thống xưa, Hàng Bạc ngày nay vẫn lưu giữ được nét cổ kính đúng chất phố hàng và trở thành tuyến phố du lịch sầm uất